Xin chào các bác ạ. Hôm nay bên shop giới thiệu các bác về một loại dưa chuột nữa. Dưa chuột lép quả ngắn, hàng của Chia Tai. Đây ạ. Đây. Một gói như thế này sẽ được 2 gram, 2 gram nó sẽ rơi vào tầm 55 hạt. Nhưng với hàng Chia Tai thì nó sẽ được hơn đấy, số lượng hạt nó sẽ được hơn. Có thể nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 60 hoặc hơn, 60 hoặc 70 hạt gì đó. Nhưng ngoài đề người ta ngoài cái bao bì đây là người ta ghi là 55 hạt. Đây, hàng nguyên bao bì của Thái các bác nha. Đết mới tinh. Thế thì với cái dòng dưa chuột này thì quả nó sẽ là ngắn, nhưng mà nó là loại dưa chuột lép nha, cho nên nó sẽ là thơm. Đó, dưa chuột lép thì thơm rồi, các bác ăn thì các bác biết đúng không ạ? Đó, dòng này là dòng quả ngắn ạ. Bác nào muốn loại dòng quả ngắn thì chúng ta lấy loại này. Lấy loại này thì sẽ là quả ngắn. Dưa chuột lép vừa thơm mà quả lại ngắn, không phải quả dài. Hành Chia Tai thì rất là ok rồi. Còn dưa chuột thì quá là ngon, quá là ổn luôn.